không còn ôi, tôi không trời còn yêu anh ôi, nữa trời ơi. Ơi tính tính ôi da ôi da cái gì vậy đau bụng quá ủa sao vậy à ôi da à trời ơi gái ngứa mất nết mất nết ta dặn hoài rồi mới mốt ăn uống gì cũng phải cẩn thận chứ bà cái gì cũng ăn hết cho nên là bị đau bụng rồi đúng không tôi á hả là tôi nghe bà là hát cái gì sùm gì hát gì đâu mà hát y như chửi lộn vậy bởi vì tôi định vô đây nè góp ý với bà ai ngờ vô đây bà phán đưa nguyên cái cục chỏ vô trong bụng người ta sao chịu nổi không có biết thưởng thức nghệ thuật gì hết trơn hồi nãy giờ người ta hát là người ta truyền cái nội tâm cái cảm xúc vô cái bài hát hiểu không cái đó là cái cảm xúc bà đừng nói với tôi là nãy giờ bà đang tập hát nha trời ơi hồi nãy giờ là tôi đang luyện thanh đó người ta luyện thanh là chừng nào người ta làm diễn viên hay ca sĩ người ta mới luyện thanh bà ơi tự nhiên ăn ở không nhà luyện thanh làm gì chứ luyện thanh đi chửi lộn hả chứ gì? Nói cho bà biết tôi chuẩn bị lấn cái sân vô cái showbiz cái gì lấn cái sân vô cái showbiz nghe rõ chưa nói chung là bây giờ là bạn tôi là muốn lấn sân vô showbiz đúng không đúng nói chung là tôi thấy cũng được chứ nhưng sao? Mà nếu như mà bà thật sự muốn vô showbiz thiệt á thì tôi sẽ góp ý bà cái này nè góp ý sao nãy giờ tôi thấy bà là hơi sai sai rồi đó sai gì giống như là nãy giờ tôi nghe bà hát á nói chung là nó cũng bình thường thôi mà mình làm ca sĩ á thì mình phải có cái gì đó nó lạ lạ nói chung là bà phải làm sao cho bà bất bình thường á thì bà mới làm ca sĩ được bất bình thường nó có đồng nghĩa với khùng không bất bình thường không có đồng nghĩa là khùng hiểu không hiểu không showbiz nó khó lắm chứ không phải đi giống như đi xe buýt đâu nó dễ hiểu không đó cho nên là bây giờ á là giống như bà không thể nào mà bà đứng mà múa bà hát bà nhảy tưng tưng như con đi như con khùng là bà có thể làm ca sĩ được hiểu không à cứ như là bà đang định hướng cho tôi á đúng không đúng 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 nói chung là bà là tôi sẽ định hướng lại cho bà cái phong cách hát bà hiểu không bà trẻ bà hát nhạc trẻ là xưa rồi bây giờ bà trẻ đúng không bà hát nhạc già đi nhạc chủ tình Boligo rồi đó mà mình phải uốn éo như vậy thì nó mới độc đáo hiểu không nó mới lạ nó mới sốc chưa hiểu lắm chưa hiểu lắm chưa hiểu lắm đúng không thôi bây giờ như vậy nè bà chịu khó bà muốn tôi làm quản lý luôn đi tôi sẽ đào tạo cho bà tôi sẽ chỉ cho bà tôi sẽ nhắn chê bà lên trời ơi chuyên môn có không mà đòi làm quản lý trời ơi đừng giỡn nha mấy con chó nhà nào tôi quản lý không á gì vậy tự nhiên tôi đeo chó so sánh với tôi thì nói chung là tôi cũng có dù sao tôi cũng có kinh nghiệm vô quản lý rồi giờ sao không tin tưởng tôi đúng không tin đó rồi bây giờ vậy nè bà chọn bài hát đi tôi chỉ bà cho cái bài đang hot bây giờ là bài duyên phận phải không đúng rồi bà duyên phận mới vô hát sao phận làm con gái rồi bây giờ tôi vừa hát vừa diễn tả bà làm lại y chang giống tôi nha rồi duyên phận đúng không khoan phải giới thiệu đàng hoàng chứ hả vỗ tay hay á Rồi, ok, làm theo tôi nha. Làm sao? Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Làm lại, đúng rồi. 2, 3. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Đúng rồi, nhìn về tương lai, đúng rồi. Thấy như sông rộng đường dài. Đúng rồi. Cành nhà neo đơn. Đúng rồi. Em chưa lớn hay quá. Vai gánh nhọc nhà. Hay quá. Trời ơi, cái này mà tôi mà nè khoan đang hát hay bà ơi đang hát hay trời đất ơi cái gì mà uốn éo kỳ cục vậy con làm gì mà con éo tới éo luôn vậy ca sĩ chưa nói tiếng ba ngoại giờ sao đỡ giờ dừng quay giờ bé rồi sao vậy thấy không trời đất ơi con làm gì mà con uốn éo kỳ cục vậy con ngoại trời ơi hôm nay ngoại lên thăm con mà ngoại không nói trước ngoại làm con bất ngờ đó hả ngoại ngoại lên bất ngờ cho con mà trời sao con làm cái gì mà con uốn éo ghê quá vậy khoe với ngoại luôn cháu gái của ngoại bây giờ sắp làm ca sĩ rồi làm ca sĩ hả dạ ca sĩ hát nhạc bolero kèm với lại remix remix là cái gì dạ là phối lại đó là mình hát nhạc trữ tình nhưng mà mình kết hợp nhảy múa vô cho nó lạ ngoài trời ơi con ơi cái nhạc của người ta đó trầm tư rồi nhạc viết người ta viết rất là hay mình ca từ chậm rãi nghe hay không tự nhiên cái con ca cái gì mà con giật lui như vậy rồi trời ơi uốn éo kỳ cục quá ngoại ơi con thấy á là hả mấy cái dạng remix này là đang hot trên mạng lắm á ngoại hồi nãy á hả là ngoại chưa vô là con định là hả sẽ lấy điện thoại ha xong con quay video clip lại xong con quăng lên trên mạng là con đảm bảo là lúc này sẽ nổi tiếng luôn á ngoại thôi bà ngoại thấy không có nổi tiếng nữa đâu trời đất ơi bà ngoại nói con nghe nè dạ sao ngoại nhạc á
là người ta viết để cho mình hát cái điệu nào nó ra cái điệu đó, đúng không? Bây giờ con pha chế như vậy tùm lum hết rồi hát, rồi nghe nó kỳ cục lắm con à. Với lại bà ngoại nói con nghe nè, con ca dở lắm không có hay đâu, biết không? Mình đừng có hát như vậy, mình lựa cái bài nào đó mình mà hát cho nó đúng đắn đàng hoàng đó thì người ta mới thích được. Chứ bây giờ con pha chế tùm lum vậy là hát không có được, bà ngoại còn nghe không được, làm sao người ta nghe được? Ủa vậy là con hát dở lắm hả bà ngoại? Không có được đâu. Bây giờ nè, bà ngoại thử cho con coi nha, bà ngoại thử cho hai đứa coi bà ngoại hát như thế nào. Bà ngoại diễn giống con hả? Diễn giống y như con luôn. Rồi. Đây, coi bà ngoại nha. Dạ. Nè. Là con gái chưa một lần yêu ai. Trời ơi, giống quá vậy. Nhìn về tương lai, trời ơi, mà thấy như sông rồng đường dài. Trời ơi. Bò lại. Trời ơi. Dạ, bà ngoại vô thấy tụi con ngoại cũng ói hơn nữa. Muốn gì hả ngoại? Chứ còn gì nữa. Bà ngoại nói con nghe nè, bây giờ mình muốn làm người nghệ sĩ đúng không? Dạ đúng. Ít nhất á, mình phải có cái làn hơi cho thật hay. Rồi mình phải bước lên cao là nhờ cái thực tài của mình, chứ không phải là hát bả như vừa mình lên. Giống như nãy con nói cái gì đó. Dạ, quay lại. Video clip lạ quăng lên mạng cho nổi tiếng, cho nó đọc cho nó lạ. Ừ, quay cái gì đó ha, lên cho nó đọc nó lạ ha. Dạ. Chẳng những người ta không có tán thưởng mình mà người ta còn chê mình nữa, thấy không? Chẳng những nó không có nổi tiếng mà nó còn làm cho mình tai tiếng nữa. Không phải một mình con bị tai tiếng không đâu, mà ngoại cũng bị, mà cả gia đình mình cũng bị tai tiếng hết, con biết chưa? Dạ con biết rồi. Trời ơi, mém một chút xíu nữa là con làm ô uế gia đình mình rồi. Trời, vậy là nãy giờ con chúa bậy út đẹp á hả? Chứ còn gì nữa. Bà ngoại thấy con thích ca hát á, bà ngoại vui lắm, bà ngoại tán thành dữ lắm. Dạ. Nhưng mà trước hết á, con phải đi học cho đàng hoàng. Dạ. Có kiến thức đàng hoàng tử tế đi, xong rồi bà ngoại sẽ cho con đi vô con học nhạc nhất đàng hoàng, rồi mình mới lên mình ca hát với người ta, chứ không phải đụng đâu hát đó, vậy là không có được, biết chưa? Dạ. Cúp điện có thông báo mà. Thông báo 3 ngày cúp điện. Gì vậy? Thông báo cúp điện. Thì tôi coi cái gì từ cúp gì tới ban.